Chào các bạn của Thế Giới Hôm Nay. Chúng ta đều biết, người Trung Quốc từ xa xưa đã có những phát minh làm thay đổi thế giới và những phát minh vẫn được sử dụng đến tận ngày nay. Và trong giai đoạn hiện nay, sự chuyển mình của Trung Quốc với tư cách là một cường quốc kinh tế và quân sự lớn với nhiều phát minh vượt bậc về công nghệ đã góp phần không nhỏ vào việc giúp ích cho cuộc sống của con người ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, một trong số đó cũng trở thành thách thức đối với nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Bạn nghĩ Trung Quốc đã tạo ra những thiết bị gì mà khiến cả thế giới lo sợ? Để biết được câu trả lời, chúng tôi mời bạn xem video sau đây để thấy sức đe dọa của quốc gia đông dân nhất thế giới. Năm thiết bị Trung Quốc sản xuất khiến thế giới lo sợ. Năm kính viễn vọng lớn nhất thế giới. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thiết bị được Trung Quốc chế tạo với tham vọng làm bá chủ không gian. Đại kình địch của Mỹ đã tạo ra kính viễn vọng với tên gọi FAST, có đường kính lên tới 500m, lớn hơn nhiều so với kính viễn vọng cùng loại có tên Arecibo của Mỹ, được đặt tại vùng lòng chảo núi đá vôi Dawodan ở tỉnh Quy Châu. Công trình này đã đi vào vận hành từ tháng 9 năm 2016 với tốc độ nhanh gấp 10 lần so với chiếc Arecibo của Mỹ, mức độ tinh vi gấp 2 lần. Một trong những sứ mạng khoa học chính của FAST là nghe ngóng các ẩn tinh và các tín hiệu âm thanh liên sao, trong đó có bất cứ tín hiệu nào đến từ các trái đất khác trong vũ trụ. Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích lại nói rằng FAST có thể được dùng để theo dõi tên lửa và các thiết bị không gian tấn công Trung Quốc. Đây là một phần trong chiến lược tác chiến hàng không vũ trụ mà giới lãnh đạo Bắc Kinh đang theo đuổi. Bốn, Zhemerjian phiên bản Trung Quốc. Trung Quốc và Mỹ đang trong một cuộc chạy đua vũ trang mới nhất, đó chính là các cỗ máy khổng lồ để thử nghiệm bom hạt nhân. Theo đó, Trung Quốc đang xây dựng một thiết bị tương đương với Zhemerjian của Mỹ. Cỗ máy tái tạo các điều kiện của một vụ nổ bom hạt nhân, song trong môi trường phòng thí nghiệm an toàn. Đáng chú ý, Bắc Kinh cho biết cỗ máy của nước này sẽ lớn và mạnh hơn của Washington. Zhemerjian phiên bản Trung Quốc được thiết kế để sản xuất ra khoảng 60 triệu joule năng lượng ngay tức thì, gấp 22 lần công suất của 2,7 triệu joule tại cơ sở Sandia của Mỹ. Máy Z khổng lồ này sẽ phản ánh chính xác hơn một vụ nổ hạt nhân thực sự, từ đó cho phép các nhà nghiên cứu Trung Quốc chế tạo bom nhiệt hạch tinh khiết, loại vũ khí được dự báo sẽ làm thay đổi cuộc chơi trong cuộc đua vũ khí hạt nhân của các cường quốc. Ba, mặt trời nhân tạo. Trong khi kế hoạch tạo mặt trăng nhân tạo sáng hơn mặt trăng thật có thể là phi hiện thực, thì Trung Quốc đã tự chế tạo được mặt trời nhân tạo với sức nóng hơn mặt trời thật khoảng 6 lần. Và các bạn có công nhận rằng quốc gia đông dân nhất thế giới rất pro về mặt tạo ra hàng phát, đến cả mặt trời giả cũng có thể làm được. Mặt trời nhân tạo này có thể đạt đến nhiệt độ 100 triệu độ C, đủ để khiến mặt trời thật chỉ hơi ấm ấm, dù nóng đến 15 triệu độ C. Mặt trời nhân tạo được biết đến với tên gọi viết tắt là X và đặt tại tỉnh An Huy. Cỗ máy khổng lồ hình chiếc bánh rán này được đặt bên trong hình hộp hình tròn, sử dụng phản ứng nhiệt hạch để tạo ra sức nóng khủng khiếp. Mục đích của dự án là tái tạo tuyến trên mặt trời tạo ra năng lượng khổng lồ, với hy vọng giải mã bí mật về cách thức làm cho phản ứng nhiệt hạch hạt nhân trở thành hiện tượng trên trái đất và một ngày nào đó sẽ trở thành nguồn năng lượng thay thế. Tuy nhiên, với bước đột phá này, nó cũng làm cho không ít các quốc gia trên thế giới lo sợ về mục đích sử dụng thiết bị này của Trung Quốc. Máy tính lượng tử. Các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết đã chế tạo thành công hệ thống máy tính mô phỏng dựa trên ánh sáng, cho phép thực hiện một phép tính nhanh hơn 10 tỷ lần so với các phương pháp truyền thống. Cỗ máy này sẽ là máy tính lượng tử tiên tiến nhất, trong đó sử dụng các hàng nguyên tử ánh sáng để thực hiện phép tính. Tuy nhiên, chi tiết về chế tạo và cách thức hoạt động đã không được tiết lộ. Trước đó, Google công bố cỗ máy chạy chip Sycamore tốc độ xử lý 54 bit lượng tử, chỉ mất khoảng 3 phút 20 giây để thực hiện xong phép toán mà IBM Submit, siêu máy tính mạnh nhất thế giới, ước tính phải mất 10.000 năm mới giải xong. Tuy nhiên, giáo sư Ban Chen-wei, trưởng nhóm phát triển máy tính lượng tử của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, đánh giá thiết bị chưa thể so sánh với Sycamore về hiệu năng. Ông cũng thừa nhận Mỹ đang vượt xa Trung Quốc về máy tính lượng tử, những cỗ máy mới giúp cuộc đua về siêu máy tính giữa hai nước trở nên gay cấn hơn.
1. Máy radar laser lớn nhất thế giới. Chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu xây dựng trạm radar laser mạnh nhất thế giới để nghiên cứu các hạt trong bầu khí quyển cao của trái đất, giúp làm chệch hướng tia vũ trụ. Trạm radar này được mô tả có tầm phát hiện là 1.000 km, gấp 10 lần so với các radar laser hiện có. Radar sẽ sử dụng trùm tia laser năng lượng cao, có thể xuyên qua các đám mây, vượt khỏi trạm vũ trụ quốc tế và đến vùng rìa ngoài của khí quyển, vượt trên cả độ cao quỹ đạo của hầu hết vệ tinh quan sát trái đất. Trạm quan sát này sẽ sử dụng một số kính thiên văn quang học lớn để thu các tín hiệu được phản xạ bởi các nguyên tử bị laser bắn trúng. Đây là một phần của dự án theo dõi thời tiết vũ trụ Meridian, một trong chương trình đầy tham vọng của Trung Quốc, được bắt đầu từ năm 2008, nhằm xây dựng mạng lưới quan sát tiên tiến lớn nhất trái đất để theo dõi và dự báo các hoạt động của mặt trời. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy thiết bị nào của Trung Quốc là đáng lo sợ nhất? Vì sao? Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận trong phần bình luận nhé. Nếu thấy video này hay, hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và chúng tôi luôn nhắc các bạn đừng quên đăng ký kênh để được xem các video mới nhất của Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại.